Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái module homography trong OpenCV. Thì homography nó là một cái phép chiếu để transform cái image. Thì nó ứng dụng khá là nhiều trong cái việc ví dụ như mình có một cái trang sách mình muốn chụp mà chụp nó méo, thì mình sẽ có thể sử dụng cái file homography. Đầu tiên là mình sẽ dùng segmentation để mình segment đúng cái vị trí của trang sách và mình lấy bốn cái góc, và sau đó mình sẽ transform đúng cái bốn cái góc đó lại. Và mình sẽ một cái nữa là mình sẽ dựa vào cái chữ nữa, cái chiều của cái chữ trong cái image thì bằng bằng cái OCR để mình detect được cái hướng, và từ đó là mình sẽ suy ra được là cái chiều này là cái chiều chính xác. Thì cái đây là một module cơ bản của homography. Thì mình sẽ demo cho bạn xem ha. Thì đây, như bạn thấy, đây là cái đường sách ha. Giả sử mình đây là mình không có module sinh lành, module sinh mình sinh trong này. Mà giả sử ở đây mình sẽ mình sinh mình được là cái quyển sách này nó khác với cái nền. Mình sẽ chọn bốn góc của nó. Ok. Mình tiến hành cái file homography, nó sẽ tìm ra được cái mặt chính diện của quyển sách luôn ha. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.